Cực Thánh hôm nay để cùng hướng về hang đá và cùng với cha chủ tế chúng ta cùng tôn vinh Thiên Chúa, Chúa hài lòng nằm trong má cỏ đêm nay. Thank you.
là một đêm rất là vui mừng cho toàn thể thế giới, cho toàn thể xã hội, cho quê hương giáo hội Việt Nam và nhất là cho cộng đoàn chúng ta đang hiện diện trong mặt Chúa hôm nay để mừng đại lễ Giáng sinh. Chúa đã xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Chúng ta thờ lạy Chúa Hải Nhi, chúng ta thờ lạy Ba Ngôi Điện Thánh và cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho giáo hội, cho thế giới chúng ta đang được sống bằng yên như thiên thần. Và chúng ta nghe bài hát là xin cho Ba sự bằng an, và cứ đến Ba sự bằng an cho thế giới, cho mọi người. Cầu nguyện cho mỗi gia đình chúng ta để được thánh hóa trong đêm đại lễ Giáng sinh. Xin Chúa ban ơn thân lành cho mọi người chúng ta đã hy sinh buổi tối hôm nay hiện diện nơi đây, nhất là các quý vị đã mất công rất là nhiều để tổ chức thánh lễ hôm nay, cho các ca đoàn Tinh Vương, Hồng Vân, quý vị kinh thể và cho mọi người chúng ta. Và giờ đây xin Chúa cho chúng ta nâng lên mọi người cùng Chúa cùng nhau trong những cái xuất sáng để hầu Chúa. Nhân anh cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ta cùng nhau ăn năn sám hối những lỗi lầm, xin Chúa là Cha nhân từ thương thanh tẩy thanh hóa để chúng ta cùng dâng những lễ xứng đáng để cùng Chúa. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin được tạm Maria tha tội và dần đưa chúng ta về cõi trường sinh. Chúng ta cùng nhau hát kinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên cao.
con Bồ Tát là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được màu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con Bồ Chúa được phúc trên thiên trời. Vừa là Thiên Chúa hằng sống và hiện thể cùng Cha hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang dần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối. Nay một ánh sáng bừng lên chiếu rọi, Chúa đã ban cho họ trước gian niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước gian ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. Như người đã hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm, vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy. Như trong ngày chiến thắng quân Maria, vì mọi giày lính nện xuống dần dần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm cho mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Hôm nay Chúa cứu thế đã giáng sinh.
bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa.
chiều hôm nay trước khi ra những cái mé tôi có vào là nét để quý vị đọc cái kinh về giáo hội nhất định giáo hoàng. Khi giáo hoàng đã dâng lễ nửa đêm ở Roma rồi thì thời giờ ở bên Roma thì trước chúng ta gần được gần như là một ngày, và là trong khi ngài dâng thánh lễ rất là xuất sắc. Và tôi đọc thêm cái tin rất là vui mừng cho một đoàn thể giáo hội chúng ta, đó là cái tờ báo Figaro, là một tờ báo rất là nổi tiếng ở Âu Châu. Nó nói về những giáo hoàng như thế này: đây là một vị giáo hoàng mà Chúa sai đến với giáo hội rất là đặc biệt, bởi vì không phải là nguyên những người Công giáo phải thần phục mà thôi, mà cả những người ngoài Công giáo, và trong đó có những ký giả và chủ nhiệm của tờ báo Thai rất nổi tiếng đã chọn ngày trong năm nay để làm người của đặc biệt và đăng hình trên báo Thai. Thì những cái đó cũng không đặc biệt lắm, là bởi vì đã có rất nhiều người hàng năm được đăng trên báo Thai, và chính các đức giáo hoàng đã có ba đức giáo hoàng, và đức giáo hoàng đức giáo hoàng John 23, đức giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng đã được giáo thai bình chọn và đưa lên là những vị giáo hoàng là những nổi tiếng trong giáo hội và trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả mọi người từ trước đến giờ, kể cả những giáo hoàng John Paul và những giáo hoàng John và những giáo hoàng 23 cũng chỉ sau khi đã lên ngôi giáo hoàng 18 năm hoặc là mười mấy năm mới được giáo thai bình chọn. Và đức giáo hoàng bây giờ, đức giáo hoàng Francisco này chưa được một năm, ngài lên ngôi giáo hoàng chưa được một năm mà bao nhiêu báo chí trên thế giới ca tụng ngài. Cho nên chúng ta cũng cảm tạ Chúa rất nhiều cho đức giáo hoàng, và cảm tạ Chúa cho giáo hội và chính cái sự danh tiếng này là một lời giao giảng Chúa đã xuống hết làm người ở dưới chúng ta và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Trong thánh lễ nửa đêm, đức giáo hoàng nhấn mạnh và bài phúc âm là ngôi lời đã xuống thế làm người và giữ chúng ta, và bình an cho mọi người được Chúa thương yêu khi ngôi lời xuống thế làm người. Tính gốc của Chúa Giêsu là Maria là ở Nazareth, nhưng vì một khai tầm kiểm tra của người Do Thái ngày xưa là các đế quốc Roma bắt phải khai. Ở Việt Nam ngày xưa chúng ta cũng có những cuộc tra dân số, nhưng mà ai ở đâu cứ việc ở đó mà tra dân số. Ở bên nước Mỹ này cũng mấy năm cũng có một lần census, cũng được kiểm tra dân số, thì ai cứ ở đấy rồi khai. Nhưng hoặc người lên Roma bắt những người Do Thái là khi mà tổng kiểm tra thì người nào ở quê hương phải về chỗ đó, thì đang làm ăn ở đâu cũng phải về chỗ quê hương của mình là khai cứ được. Thế thì thánh Lưu Xe thì gốc ở Bethlehem, cho nên vì thế mà Đức Mẹ đã có thai sắp đến ngày sanh vẫn phải đưa Đức Mẹ đi, vì Đức Mẹ có được để như là vợ của thánh Lưu Xe theo luật pháp, mặc dù tức là Chúa là hai ông là hoàn toàn trong sạch. Cho nên đưa Đức Mẹ đi rất là vất vả, nằm than xuống đến nơi thì đã trễ lắm rồi, cho nên không có chỗ nhà trọ, và hai ông là phải ra ngoài cánh đồng ở trong một hang đá, chúng ta tượng trưng hang đá này là nghèo khổ lắm. Chính trong cái cửa thánh đó, ngôi lời của Chúa ngôi hai đã sinh bởi lòng những kinh nghiệm Maria, và những kinh nghiệm Maria đã nói vào trong ta đọc nằm trong lá cỏ. Cho nên cái việc sinh ra của Chúa trời đất rất là hèn mọn, rất là nghèo khổ, và ngài đã được đứng cực cao cực trầm vô cùng, đã xuống thế làm người trong bậc thang đã bỏ ở đám. Thế nhưng mà như thế, nhưng mà khi ngài sinh ra thì ai là người đầu tiên được gọi đến để thờ lại? Chính là các hội đồng. Cái hội đồng là những người, đối với người Do Thái, hội đồng tức là những người nghèo khổ bần hàn, là những người thấp nhất xã hội, thì Chúa lại gọi những người thầm than đó đến và nhận biết Chúa ngay và ca tụng và cùng Chúa rồi về trong thành đó đi. Nhưng trong khi đó các mục đồng biết được là do Thiên Thần đến và thức tỉnh các tông đồ và các mục đồng thức dậy
đến thượng Chúa và cùng các thiên thần hát vang những lời ca tụng chúng ta vừa nghe, vinh danh Thiên Chúa bây giờ bình an dưới thế cho người thiên thần. Cho nên đêm hôm nay chúng ta vẫn muốn dành sự bình an. Chúng ta đang ở đây, các cao đoạn hát rất là hay, rồi chúng ta đang nhìn thấy đây rất là bình an, mọi người vui vẻ lắm. Ấy nên chúng ta nên nhớ ngay bây giờ đây này, ngay bây giờ đây này, ở Bắc Hàn, ở Trung Quốc, ở Nam Phi, ở Trung Phi, ở Ai Cập, trong cái nước Hồi giáo, giáo hội đang bị cách hàng. Có những người đi lễ ban đêm, đêm nay có thể có những người sẽ bị giết, bị tàn sát và từ trước đến giờ những cái người đó giáo hội gặp bao nhiêu thử thách, bao nhiêu chủ sân các tín hữu bị rời bỏ quê hương, bị bắt, bị giết, đường thang cho nên đến giáo hội. Mời gọi chúng ta hãy nhớ đến những cái vụ mà giáo hội đang bị cách hại để cầu nguyện xin Chúa sớm đi ban bình an cho thế giới chúng ta, sớm ra bình an cho giáo hội những vụ đang bị cách hại. Đó là những người đang mắc đánh giá theo Thiên Chúa. Thưa giáo hoàng cũng cầu nguyện và nhắc một cái điều là tôi nhắc quý vị, mùa Giáng sinh là mùa chia sẻ, chia sẻ gì? Để chia sẻ tình thương. Chúa đến với chúng ta để chia sẻ tình thương, thì chúng ta mừng Giáng sinh chúng ta chia sẻ tình thương. Cho nên trong báo, trong tất cả các báo lớn ở thế giới cũng nhắc nhở chúng ta, chúng nói một cái điểm cũng rất là vui, đó là năm nay trong các giáo sư Mỹ, trong các địa phận như là Philadelphia, mọi năm thì năm nào người ta cũng đóng góp nhiều lắm, đóng góp vào cái việc từ thiện, nhưng năm nay số đóng góp gấp đôi. Thì người ta bảo tại sao năm nay số đóng góp gấp đôi, thì trước đến giờ vẫn như vậy. Chúng tôi là vì người ta nghe là những giáo hoàng kêu gọi hãy sống cho người nghèo, hãy sống nghèo khó và sống cho người nghèo, hãy chia sẻ cho người nghèo, chia sẻ cơm bánh cho người nghèo. Ai như là chúng nói chúng ta ai có hai áo thì cho được một áo cho những người không có áo, ai có ba ăn quá đầy đủ thì hãy chia sẻ những đồ ăn cho người không có đồ ăn. Thế giới chúng ta ngày nay nhất là cái gì này, người ta nói là cúi cột phần ba cái đồ ăn bỏ đi. Thế mà trong khi ở Việt Nam, ở Ấn Độ, các nước nghèo khó không đủ ăn thì chúng ta bạn kêu gọi, chính cái điều đó là cái thế giới tục các bạn ngày sống nghèo. Mặc dù là ngày có thể sống rất là vinh hoàng, nhưng ngày may hương chúng như thế rất là cao cả, như xuống sống nghèo khó, để ngày có sống rất là nghèo khó, dùng hết cả các tiền vàng để mà giúp cho những người nghèo trên thế giới. Và ngày kêu gọi cho những các nơi trên thế giới, nhất là giáo hội Việt, hôm nay giáo dân mình đang có tiền giúp những người nghèo nhiều lắm, đó là Charity Fund, báo đến người dân như vậy, tiền tỷ. Thì đấy là dành chúng ta hôm nay thực hành. Khi chúng ta ra về, chúng ta xem cái tủ áo của chúng ta có quá nhiều quần áo không mặc đến. Chúng ta đặt vấn đề tại sao tôi quá nhiều áo quần áo như thế này, mà trong khi thế giới gọi là có bao nhiêu người không có quần áo của mình mua. Tại sao gia đình tôi ăn uống tôi quá đầy đủ mà đủ nhiều như thế này, trong khi thế giới không có quần áo? Đó là cái vấn đề chúng ta phải đặt vấn đề. Trước mặt Chú là Chú ban cho tôi sang đây, rất là tôi ở Việt Nam khổ như thế nào, thì Chú ban cho tôi đầy đủ như thế này, tôi có biết trả lại cho Chú những gì Chúa đã ban cho tôi không? Tôi biết chia sẻ cho mấy người mình xã hội, đó là lời Chúa giáo hoàng nhấn mạnh như vậy. Tôi cũng nhấn mạnh để mọi người chúng ta tự với tinh thần trong đêm nay, tôi đã làm gì để sống có mẹ, tôi đã làm gì để chia sẻ cho mọi người bạn. Xe cổ thì quá sang trọng, mọi cái quá sang trọng mà tôi không nhớ đến được nhiều con. Sau này Chú sẽ đặt vấn đề chúng ta về trước giờ Chúa và sẽ đặt vấn đề đó với chúng ta. Xin Chúa nhân từ chúc lành cho toàn thể quý vị quê hương giáo hội Việt Nam, nhất là các giáo hội Nam Phi, Bắc Hàn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, nhất là những anh chị em trong gia đoàn và những người đã có bao nhiêu công phu, quý sơ, quý cố, quý ông bà cố, ông chủ tịch, quý bao nhiêu người. Thiên Chúa thần được sinh ra mà không phải được tạo thành.
Xin Chúa nhận ký lễ với anh cha, để con cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng hiến trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong bầu nhiệm nhật lễ, xin cho chúng con được nên giống Chúa Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân người, người hằng sống và thiện trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha, nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thầy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã tin ra mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng công bình và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ bầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng ánh sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người tươi vui mà chúng con yêu mến đến vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần, tổng lãnh thiên thần và hệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một chân riêng để từ đông sang tây cùng dâng lên ra một đến lễ tinh tuyển. Vì vậy lạy Cha, chúng con tha thiết này xin ra nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, cõi thương thánh hóa của lạy chúng con dâng tiến ra lên để cả nhân mình và máu Chúa Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Và lạy người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong nên để trao đổi người cầm lấy bánh và ơn Chúa, dùng dâng lời chúc tụng để ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mùa thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Dâng lên Cha đi lễ hằng sống và thánh điểm này để tạ ơn Cha.
Chúng con này xin cha nói nhìn hiến lễ của hội thánh thịnh dâng lên Chúa, dâng lên cha và khi cha nhận lễ đấy, đây chính là của lễ mà cha muốn hiến tế để vui lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con cha và được đầy đàn Chúa thánh thần của người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa thì con. Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng kính cha để chúng con được thừa nhận danh nghiệp cùng với các người cha đã chọn là Đức Thánh Thể Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh công đồ, các thánh tử đoàn Việt Nam và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy cha, chúng con nguyện xin cha cho của lễ này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin vinh ban cho hội thánh cha trên đường nữ tứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và tín mến cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Gioan, Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Phêrô, Đức Giáo Hoàng Eusebio, Giám mục Giáo Phận chúng con, các Đức Giám mục Việt Nam cùng toàn thể hàng giám mục và các giáo sĩ và tất cả dân thiên của cha. Xin cha cùng nhận lời của gia đình nhà cha và nữ tử và đức tôn nha ra đây. Thầy cha nhân từ xin thương đoàn thường mọi con cái cha đang tận lắm khắp nơi để với cha. Xin cha cùng thương đến anh chị em chúng con đã đi trần mà mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã xuất nhập đồng cha đây mà nay đã đi trần. Xin thêm nhận lễ tẩy vào với cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, con cha Chúa chúng con. Xin nhờ người với người và trong người là ngài chúng tôi và vinh quang để quy về Chúa là cha toàn năng cùng với Chúa thánh thần đến muôn chùa muôn đời.
Cầu xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội dân ta, phúc cho anh em và những sự kiện xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nhận danh Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
tập trong lòng chúng ta, tạo tạo chúng ta đến với chúng ta, và xin Chúa luôn giữ gìn chúng ta trong lòng với Chúa. Tòa giải tội và cử hành thánh lễ.
Cộng đoàn Trung ương xin cảm ơn Sơ Du Nguyên đã hết lòng chuẩn bị chi tiết cho buổi diễn nguyện và thánh lễ. Xin cảm ơn các ca đoàn, ban phụ vụ và giúp lễ, ban trật tự, ban âm thanh và ánh sáng, ban chỉ đạo, các anh chị và các em thiếu nhi góp phần trong buổi diễn nguyện mùa Giáng sinh năm nay. Và còn rất nhiều bàn tay của những anh chị góp công của cũng như sự có mặt đông đảo của quý vị đã tạo cho buổi lễ hôm nay được thêm sốt sắng và thánh thiện. Cộng đoàn Trinh Vương xin chào đón Sơ Thủy đến từ Roma, Sơ Yến đến từ Connecticut và Sơ Thư Nguyên xin ra hiện những đây. Và một lần nữa tôi xin ra hiện những đây. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn cha, quý sơ và toàn thể quý vị. Xin Chúa hài lòng chúc lành cho tất cả chúng con. Xin cầu chúc cha, quý sơ và quý vị được sức khỏe, sự an bình và niềm vui của ngày mừng Chúa Giáng sinh. Như cha đã nhắc lại thì con không nói được. Ngày mai, chúng ta có lẽ một giờ. Và sau đây xin quý anh chị giúp cho một tay để thu nhỏ. Tôi xin cảm ơn và xin chúc Merry Christmas và Happy New Year cho tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn. Thì chúc mừng tất cả Giáng sinh cũng là năm mới được tràn đầy những ơn Chúa. Chúa mà ngày hôm nay chúng tôi xin một thứ chúc lành người đại của cộng đồng cho tất cả những ai đã đóng góp trong lễ hôm nay, chúc ông bà cô chú sơ chú ra cái điều trị như là hai điều này và người chúng ta có mặt ở đây để xin lành một thứ rất là đại của cộng đồng chúng tôi sẽ hy sinh đóng góp hôm nay đặc biệt cảm ơn cao đoàn Kim Vương, cao đoàn Hồng Vân và cao đoàn Kim Đệ chúng ta muốn làm ở đây và chúc mừng cao đoàn của các bạn này. Bây giờ chúng ta được quý ơn và chúc mừng các bạn và chúng ta đã được làm ăn với các bạn Chúa và nam và cha và con và thánh thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.